Hello cả nhà. Sáng nay thì Quyên lại dưỡng da bằng các sản phẩm của Quyên đây. Đầu tiên thì Quyên sẽ dùng nước chuyên trị các vấn đề về da như là sự được xây kích lỗ chân lông này, và kèm theo đó sẽ là trị nhẹ các vùng mụn mới mọc, có thể mới mọc vào tối hôm qua chẳng hạn, và có tác dụng chống nắng nhẹ nữa. Vì lớp này là lớp có bột cho nên các bạn nhớ tán đều và sử dụng cả phần cổ trước cổ sau nha. Tiếp theo đó thì Quyên sử dụng lớp thứ hai là lớp serum Hoa Anh Thảo, giúp dưỡng ẩm và cũng như là mình dùng xong thì các bạn sẽ không thấy những cái lớp, cái phần bột của lớp đầu vương trên da mặt của bạn nữa đâu. Các bạn chỉ cần sử dụng một cái lượng nhỏ thôi, chứ sử dụng nhiều quá thì sợ bị nhớp da đấy. Chỉ cần để khô và tầm khoảng 1 phút 2 phút thấm vào trong da của mình ha. Ngoài ra thì phần cuối cùng Quyên sử dụng nước hoa hồng Saffron để xịt vào trong da mặt và để tự khô. Nếu có ra ngoài trời thì Quyên sẽ sử dụng thêm serum chống nắng, dưỡng da chống nắng. Nhưng mà hôm nay Quyên không ra ngoài cho nên là Quyên chỉ không sử dụng. Ngoài ra thì hiện tại các bạn thấy là Quyên có một số cái phần nốt mụn mà Quyên tự xử ở nhà ấy, nên Quyên dùng thanh chấm mụn nám cấp tốc và chỉ cần chấm vào các nốt thâm, các nốt mụn đang có hiện tại để mau hết và mau mờ. Đấy, thế là sau một buổi sáng của Quyên rồi. Quyên chào các bạn nha.